Hello, xin chào bạn. Tôi là Tony Triệu đây. Hôm nay ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm cái nhà cung cấp, làm thế nào để tìm cái nhà cung cấp uy tín và có thể làm thế nào để deal được giá tốt với suppliers. Thì ở đây có một số cái trang mà chúng tôi thường hay sử dụng để mà tìm kiếm những cái nhà cung cấp chất lượng. Thứ nhất là nếu bạn có thể sử dụng AliExpress hoặc là eBay để mà tìm những cái sản phẩm để mà làm drop testing, có nghĩa là bạn sẽ test thị trường trước với drop ship, để mà khi mà có khách hàng mua đơn hàng lẻ thì bạn cũng có thể là tìm kiếm những sản phẩm ở trên đây. Thì hoặc là tiếp theo nữa, khi mà bạn làm FBA thì bạn cần phải order số lượng lớn, thì chúng ta sẽ sử dụng đến trang alibaba.com hoặc là 1688.com. Alibaba và AliExpress thì nó cũng đều là một thôi, nhưng mà AliExpress và eBay nó là trang bán lẻ, còn Alibaba thì nó là trang bán buôn. Và Alibaba và 1688 thì nó đều là cái trang bán buôn cả, nhưng mà Alibaba thì nó hướng đến quốc tế nhiều hơn, còn 1688 thì nó hướng đến nội địa. 1688 thì nó thường sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc để mà làm việc nội địa với nhau. Vì thế là nếu mà các bạn có order hàng trên 1688 thì sẽ cần phải là làm việc với nó bằng tiếng Trung, còn Alibaba thì có thể bằng tiếng Anh. 1688 là cái nôi sản xuất và nó cũng là cái nơi mà của những nhà sản xuất gốc ở trên đó, còn Alibaba thì nó có thể là một cái chợ thương mại để mà lên đấy để làm một trung gian ấy, để mà nó tìm kiếm các cái khách hàng thôi. Thì cái 1688 nó có thể các bạn có thể tối ưu hóa chi phí được hơn khi các bạn làm việc với Alibaba đến khoảng 20-30%, thậm chí là hơn nếu các bạn biết đàm phán. Đó, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể lên trên trang AliExpress để mà tìm kiếm. Ví dụ các bạn đã có một từ khóa và ý tưởng của mình rồi thì các bạn có thể lên trang AliExpress để mà gõ từ khóa vào đây mà các bạn sẽ tìm kiếm. Thì tôi gợi ý cho các bạn cái add-on đó là mà có thể cài cái add-on này này, biểu tượng của nó là cái Obelo. Các bạn có thể vào Google và search Obelo add-on cho trình duyệt ấy, thì cài nó lên thì nó sẽ giúp các bạn show lên những cái thông tin rất là nhanh, thế này mà các bạn sẽ không phải vào trong để mà nhìn. Ví dụ như ở đây có một số chỗ cài chúng ta có thể lưu ý, đó là chúng ta sẽ ưu tiên cái dịch vụ ship hàng miễn phí, đó là e-packet, hoặc là các bạn sẽ để ý là ở đây nó có free, có nghĩa là nó free ship. Đó thì ưu tiên những cái sản phẩm nào nó có free ship. Một cái thứ hai chúng ta cần phải lưu ý nữa đó là cái process time, có nghĩa là cái thời gian xử lý đó, còn chúng ta sẽ ưu tiên là nó ngắn hơn là càng tốt, thì có thể là 5 ngày đấy, còn nhiều nơi 3 ngày 7 ngày thì hãy ưu tiên những cái có e-ticket và free ship và process xử lý ít. Có nghĩa cái process này có nghĩa chính là khi mà các bạn order hàng thì nó sẽ phải đợi xử lý trong vòng 3 đến 5 đến 7 ngày để bắt đầu nó mới ra hàng cho bạn, bởi vì chúng ta order hàng lẻ nó sẽ phải gộp đơn hoặc là nó sẽ phải làm cái quy trình để mà vận chuyển hàng cho mình. Nếu mà trong kho của nó đang sẽ có sẵn hàng mà, và chuẩn bị đi rồi, và bạn order hàng vào đúng cái lúc mà lô hàng nó chuẩn bị đi thì là có thể là nó sẽ ship sớm hơn cho bạn. Và cái thời gian ship từ trên AliExpress sang bên US thì nó rơi vào khoảng ít nhất là 15 ngày trở lên. Đó, có thể là 20, thậm chí là hơn 30 ngày tùy từng sản phẩm, tùy từng nhà cung cấp. Đó. Thì ví dụ chúng ta vào một nhà sản phẩm bất kỳ, chúng ta hãy để ý đó là chúng ta để mà order được cái sản phẩm tốt thì chúng ta xem qua sản phẩm cũng như là phải xem qua cái nhà cung cấp này có uy tín hay không. Có một số tiêu chí chúng ta cần lưu ý. Khi các bạn chỉ chuột con trỏ chuột vào đây thì hãy để ý chúng ta nên hợp tác với những cái store, những cái gian hàng nào, nhà cung cấp nào nó có cái tuổi đời ít nhất là phải nằm 2-3 năm về trước rồi, chứ không ví dụ như kiểu là bây giờ 2017 mà nó vừa mới mở năm 2017 chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ lên lên không ưu tiên những người như thế, tại vì nó chưa có uy tín. Đó, ví dụ cái tiếp theo nữa chúng ta có thể ưu tiên đó là những cái supplier nó có những cái kim cương nhiều như thế này và có feedback tốt, feedback trên 98,6%, có 15.000 cái feedback về cái đánh giá về rất là tốt. Tiếp theo một số cái thông tin nữa mà chúng ta cần phải ưu tiên đó là cái tốc độ ship của nó nhanh này, rồi cái giao tiếp của nó tốt hơn này. Thì chúng ta để ý ở những cái chỗ này nó nên là trên 4,5 trở lên,
như thế này là cái nhà cung cấp này rất là uy tín rồi này. Đó, tiếp theo nữa các bạn có thể để ý những cái đánh giá sản phẩm nó có nhiều sao, 5 sao hay không. Đó, order của nó như thế nào, hình ảnh chất lượng ra sao, có thể kéo xuống dưới này để xem hình ảnh. Chúng ta có thể lấy hình ảnh ở đây để tối ưu hóa cái listing trên Amazon cho chúng ta cũng được. Đấy, hoặc là chúng ta khi mà đàm phán thì có thể xin ảnh của nó. Đó. Ok, đó là trên AliExpress. Tương tự chúng ta có thể lên eBay và search cái từ khóa mà chúng ta tìm kiếm ở đây. Thì lướt nhanh qua thì xem là tôi có gợi ý cho các bạn một cái trình duyệt cái tip nhỏ của nó là Advanced Advanced từ trên eBay. Các bạn search từ khóa vào đây và kích vào là Complete Listing này và search, thì cái từ khóa của bạn search ở đây. Hãy lướt nhanh xem là nếu mà cái ngách của mình nó có nhiều cái giá nó hiện lên màu xanh như thế này là cái ngách này là đang được bán tốt, thì chúng ta có thể chọn cái ngách này để mà làm FBA. Đó, nó chứng minh ra là bán tốt. Cứ lướt như thế này thấy những cái dòng sản phẩm của chúng ta hiện xanh nhiều ở đây chứ không phải là đen kịt như như thế này nhé. Cứ xanh nhiều như thế này là chúng ta có thể chọn để mà bán sản phẩm FBA. Dĩ nhiên là nó sẽ phải cộng với nhiều tiêu chí khác ở bài trước nữa nhé. Đó, thì các bạn có thể lên tìm những sản phẩm trên AliExpress và eBay để mà chúng ta làm dropship hoặc là để test thị trường FBA trước khi chúng ta đi hàng sang Mỹ để cho giảm thiểu rủi ro. Ok. Tiếp theo thì vào Alibaba. Alibaba thì chúng ta cũng search từ khóa vào đây và chúng ta cũng lướt nhanh qua xem các cái dòng sản phẩm của chúng ta nó hình dáng hình thù như thế nào, có nhiều nhà cung cấp hay không. Tiếp theo chúng ta nên click vào ba cái tiêu chí lọc này để chọn ra được những cái supplier uy tín. Cái chết insurance là những cái nhà cung cấp họ có cái cam kết để hoàn trả chi phí thanh toán này, hay là đây là những cái supplier chất lượng vàng này. Đây là những cái đảm bảo những cái giấy xác thực cái nhà cung cấp này là uy tín. Đó thì chúng ta nên click ba cái này và sẽ tìm lọc ra những cái supplier tốt để chúng ta đàm phán để đi hàng sang bên Amazon. Thì ở đây chúng ta sẽ để ý là về giá này. Đó, và về set nó là cái min order, có nghĩa là họ ấy đang yêu cầu tối thiểu là cần phải bao nhiêu sản phẩm thì mới bán ấy. Thì chúng ta cũng không nên để ý quá về cái số lượng 1.000 hay là vài nghìn min order đấy nhé, tại vì chúng ta sẽ đàm phán được với họ sau này. Cái tiền thì chúng ta chỉ xem qua thôi và để ý xem những nhà cung cấp họ có số năm này, đó số năm làm việc này, 5 năm này, 1 năm đó. Tiếp theo cũng đánh giá về những số kim cương như thế này để mà chúng ta lựa chọn ra những cái supplier uy tín. Ví dụ chúng ta đang muốn bán mẫu này, chúng ta có thể click vào đây để xem qua thông tin của sản phẩm cũng như là nhà cung cấp này. Đó, bạn có thể click vào contact supplier này để mà chat với nó. Đấy, hoặc là chat now với họ đang online thì chat ở đây. Chúng ta nên xem qua một chút thông tin về sản phẩm cũng như là xem giấy tờ của kinh doanh của những cái supplier này để mà tìm ra cho mình được những cái supplier uy tín nhé. Đó, 1688 thì nó làm việc bằng chủ yếu là tiếng Trung, vì thế là bạn có thể là nhờ bạn của mình hoặc nhờ dịch vụ họ có thể là order hàng cho chúng ta. Thì tí tôi sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề này. Chủ yếu là bằng tiếng Trung. Ok, thì một số cái mẹo để mà chúng ta có thể order được cái hàng uy tín cũng như là giá tốt hơn. Thì trước tiên để mà order hàng thì chúng ta chat với họ và chúng ta luôn tỏ ra mình là một seller chuyên nghiệp. Chúng ta chưa lên nói ngay về giá cả và số lượng ngay nhỏ ngay lúc đầu, tại vì họ sẽ đánh giá chúng ta là một người bán hàng và một người khách mua hàng không tốt, không phải không tốt mà là nó không có nhu cầu tiềm năng, nên là họ sẽ không ưu tiên để chăm sóc chúng ta tốt ngay từ đầu và sẽ không để ra những cái giá tốt ngay từ đầu. Vì thế hãy tỏ ra chuyên nghiệp
và chúng ta sẽ hướng họ tới cái việc là chúng ta sẽ làm ăn lâu dài với họ, luôn hướng tới họ những cái lời hứa hẹn trong tương lai, đó là quy tắc về đàm phán. Những người ở trên đây họ luôn muốn tìm những cái khách hàng lớn để mà làm việc lâu dài. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hỏi họ cho họ những cái các cái thủ tục và những cái cách làm việc cũng như là thời gian trước, sau đó thì chúng ta mới đàm phán tới giá và số lượng, có nghĩa là chúng ta hỏi hết cái quy trình làm việc cũng như thời gian và số lượng sản phẩm sản xuất lớn có thể đáp ứng được cho chúng ta hay không. Ok, ví dụ chúng ta có thể nói là ok, tao rất tin tưởng mày, vì thế tao sẽ order 300 đến 500 sản phẩm để test thị trường, nếu ok thì tao sẽ test, chúng ta sẽ quay lại có order sớm hơn là 10.000, 5.000, 10.000, đó là tùy các bạn sẽ đàm phán như thế nào về nó. Là cái mẹo để mà chúng ta khi nói chuyện xong rồi và sẽ quay trở lại để nói cái giá thấp hơn. Đặc biệt là chúng ta sẽ nên xây dựng vừa mối quan hệ và lấy contact của những cái supplier này để mà sau này họ có thể gửi cho chúng ta những sản phẩm mới, những cái mẫu mới khi nó mới ra, hoặc là khi mà chúng ta order hàng thêm thì chúng ta sẽ cần phải có thông tin của họ. Thì hãy xin thông tin từ Sky WhatsApp để cho WhatsApp để mà chúng ta dễ dàng làm việc hơn. Đó thì khi mà làm việc với supplier thì chúng ta nên contact với khoảng 15 đến 20 supplier để mà chúng ta càng có nhiều thông tin, chúng ta tổng hợp càng nhiều thông tin, và chúng ta sẽ lựa chọn ra 3 đến 5 cái supplier nhà cung cấp uy tín nhất để chúng ta sẽ đi đàm phán giá sâu hơn với họ. Và ok, thì đây là một cái mẫu mẫu email mà thường để mà contact với lại supplier bạn. Nếu bạn chưa bạn có thể gửi cho họ một cái email ví dụ như là xin chào, tôi là tên của bạn này và tôi đang tìm kiếm cái supplier, cái nhà cung cấp có thể làm cái sản phẩm này cho tôi, điền tên sản phẩm vào đây đó, và tôi đã làm việc với rất nhiều các cái supplier khác và tôi đang cố gắng tìm ra những cái nhà cung cấp có những cái offer tốt mà tôi cần, hay là những cái điều mà tôi cần. Nhỏ thì tôi có một số cái câu hỏi mà muốn bạn trả lời, thì chúng ta sẽ gửi cho họ những cái mẫu trả lời, những câu hỏi chúng ta cần như này. Ví dụ như là bạn có thể nói cho tôi biết về cái tính năng, những cái lựa chọn tính năng của sản phẩm này của bạn lại không này. Tiếp theo là bạn có order cái symbol hay là hỏi nó cái chi phí ship cho cái sản phẩm đó về cho chúng ta đó. Tiếp theo nữa là sẽ hỏi là bao lâu chúng ta sẽ nhận được cái mẫu 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 hàng đó, chúng tôi có thể sử dụng PayPal để thanh toán hay không, chúng ta có để thay đổi màu sắc hay là chúng ta có thể private label nó và đóng gói thương hiệu như S logo và sản phẩm hay không. Tiếp theo nữa hỏi đến chi phí cho một sản phẩm khi mà sử dụng cái dịch vụ ship nhanh DHL đến Mỹ đó. Tiếp theo chúng ta sẽ hỏi họ xem là cái sản phẩm của họ có còn hàng hay không, và hay là chúng ta sẽ hỏi là ấy, mất bao lâu thì để họ có thể sản xuất được những cái mặt hàng mà chúng ta mong muốn. Chúng ta sẽ ưu tiên những cái sản phẩm nào mà đang còn hàng, có hàng sẵn, bởi vì là chúng ta đã test thị trường cho nên lần đi đầu tiên chúng ta sẽ cần nhanh, cần tốc độ đó. Tiếp theo chúng ta có thể hỏi họ có lựa chọn cái phương thức thanh toán đó là trả góp không. Tiếp theo nữa là đi này, chúng ta sẽ nói là trong cái giao dịch đầu tiên thì tôi sẽ order 300 đến 500 sản phẩm test thị trường trước, sau đó là chúng tôi sẽ order 1.000 đến 5.000 unit sau này trong thời gian sớm. Thế thì chúng tôi có thể order cho cái giao dịch này 300 đầu tiên, giao dịch đầu tiên không? Chúng tôi đang rất là mong muốn nhận được cái sự trả lời phản hồi của bạn sớm đó, rất mong muốn được hợp tác với bạn, với công ty của bạn. Chúc bạn mày mới tuyệt tốt lành. Đấy, cảm ơn. Xin chào bạn. Đấy, thank you. Thì về cái phương thức thanh toán thì bạn có nên là khi đàm phán thì nên hứa nên nên thanh toán trước cho họ 30%. Đấy, rất là nhiều nhà cung cấp thì họ đòi phải thanh toán đến 70 hoặc 100% luôn, nhưng mà hãy cố gắng đàm phán làm sao để mà chúng ta tránh hạn chế rủi ro bằng cách là chúng ta sẽ giao cho họ 30% trước khi mà chúng ta chốt đơn hàng, và đợi họ sản xuất hay là khi mà họ bắt đầu ship đi rồi thì bắt đầu ship thì chúng ta sẽ order nốt 70% còn lại cho họ. Cái phương thức thanh toán chúng ta thì có thể sử dụng là PayPal hoặc là credit card. Chúng ta tránh cái phương thức thanh toán đó là sử dụng wire transfer, nghĩa là chuyển tiền thẳng cho cái tài khoản ngân hàng của họ, bởi vì là khi mà hàng hóa bị làm sao thì chúng ta sẽ không có thể khó để đòi refund lại được. Hoặc là nếu mà bạn làm việc trên Alibaba thì có thể sử dụng cái
cái phương thức thanh toán ở trên Alibaba luôn. Alibaba sẽ hold tiền của chúng ta cũng như là giữ bảo an toàn cho chúng ta, nếu mà hàng hóa sang tới ok rồi thì chúng ta sẽ vay tiền, chấp nhận thanh toán tiền cho nhà cung cấp, thì lúc đó thì hệ thống nó sẽ gửi tiền cho nhà cung cấp, thì điều đó sẽ là an toàn cho cả hai bên. Ok, thế thì ở cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thế nào để đóng gói, rồi những cái quy trình như thế nào để mà cần những cái chi tiết gì, cần những cái thông tin gì để có thể đóng gói, nhãn mác như thế nào, cần lưu ý cái gì về kể cả về thời gian shipping như thế nào cho cái sản phẩm có thể đưa được sang bên kho Amazon nó nhanh chóng và hiệu quả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.